Cửa hàng Nhật Nông Cơ Sông Ray xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hiện tại địa chỉ của cửa hàng là ngã tư Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Số điện thoại 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu như dòng máy cưa xích thì liên hệ qua Zalo bên em. Đó, bên em qua Zalo bên em tư vấn cho. Mình cứ ý máy nào thì chốt cọc. Đấy, bên em gửi máy về cho mọi người. Thì bên em có ship máy toàn quốc nha mọi người. Thì hôm nay em mới dọn được 3 cây máy cưa xích. Chính thức là hôm nay là dọn được 2 cây máy cưa xích nhé. 2 cây Ryobi. Đây là Ryobi G3005 nha mọi người. Đó. Đó, G3005. Còn cây này là cây G4000. Đấy, cây Ryobi 4000 này thì em đã dọn hôm qua. Nhưng nói chung là nó cùng một lô, em đăng 3 cây cho nó nhìn cho nó đẹp. Đó, để cho mọi người tham khảo. Tại vì cây 4000 vẫn còn. Đấy, thì bây giờ em sẽ giới thiệu máy cưa xích, dòng máy cưa xích Ruby này. Thì nói chung hàng này thì em bao độ nhị nổ cho quý khách hàng nhé. Đấy, thì hàng này chỉ thích hợp xi lanh 38 ly. Đó, thằng 4000 kia thì lớn hơn. Thì chỉ thích hợp cho những anh em nào sử dụng gia đình. Đó, cắt chủ yếu là gia đình. Hoặc những anh em thợ cưa, ví dụ như làm thợ mộc thì rất là hợp lý luôn. Đó, hoặc là những anh em thợ cưa cắt trên cành cây. Nói chung là rất là nhỏ nhẹ, gọn gàng mà nhẹ nổ. Bộ giật của nó thì bộ giật có trợ lực nha mọi người. Chụp giật này có trợ lực nhé. Đó, và đặc biệt hơn là có núm bơm xăng phụ. Đó. Cách thiết kế của cái máy này thì nói chung là nhìn rất là đẹp mắt. Đấy, như quý khách hàng có thể nhìn thấy là cái mẫu thiết kế rất là gọn. Đó, sử dụng lam của nó, 3 cây này tất cả đều sử dụng lam 40. Cây này thì em đã là ráp xích mới này. Đó. Đấy, sử dụng mà lam 40, tất cả đều 40 nhá. Đây, cách thiết kế nó này. Và đời này nổ rất là ấm, cực kỳ nhạy nổ luôn. Em sẽ quay chi tiết ba em cho mọi người xem. Máy này thì em bao ring nguyên bản cho mọi người nhá. Ring nguyên bản không lai một con ốc. Đấy. Bên em về là chỉ có những cây xúc bình xăng, có những cây không cần phải xúc luôn. À, về nhích là nổ thôi. Đó. Đặt như thế này. Cây nào cũng đẹp xuất sắc nha mọi người. ESK 4000, cây này là 4000. Cây này là Ryobi 3005. Đó. Mã số seri của từng em. Đây. Ôi, em lộn này, quên đời này nó đâu có mã số seri đâu. Đấy là thông số nha mọi người. Đấy, thông số máy của từng em. Thì bây giờ em sẽ test tiếng nổ từng cây cho mọi người xem ha. Đấy, thì cách khởi động nó cực kỳ đơn giản. Chù chà, rơi giật mới tinh. Cây này cũng vậy luôn. Đây mọi người nhìn. Rất là mới luôn. Cây nào cũng mới nhá. Đó, cây này đầu dây thì hơi đen hơn một xíu này. Đó. Cây nào cũng đều xuất sắc. Nhưng mỗi tội ba cây cái đời làm Ruby này là nó làm. Thực ra cái màu này nó vẫn còn nước sơn nha mọi người. Đó, nó là nước sơn này. Nhưng mà cái đời lam này nhìn nó cái màu của nó nhìn nó xấu quá. Ba cây em lấy về máy thì đẹp xuất sắc, mà lam thì cây nào cũng xấu. Xấu thì nó không phải là nó bị tè đầu lam hay làm sao đây. Tất cả đều bình thường, nhưng mà cái nước sơn của nó nhìn nó xấu, mình nó không được đẹp mắt thôi. Đó, còn máy móc thì rất là ok. Đó, thì máy này thì em bảo hành cho mọi người trong 6 tháng nhé. Trong vòng 6 tháng bảo hành bên trong máy, có trục trặc lỗi kỹ thuật về máy thì bên em bảo hành. Đó. Còn do quý khách hàng gây ra thì bên em thua. Đó là quý khách hàng phải tự chịu. Đó, thì cách khởi động nó mọi người để ý nhá. Ba máy này y hệt nhau nha. Cách thì bình chứa nguyên liệu của nó là bình nắp màu đen, là bình bên trên có ký hiệu. Đó, cái thùng xăng nha mọi người. Đó là xăng pha với nhớt. Còn cái thùng, cái hộp ở dưới nắp màu nâu này thì là nhớt thải nuôi lam xích nha mọi người. Đó, thì ba cây nào cũng như cây nào. Thì cách sử dụng nó thì mọi người bơm cái núm bơm xăng này lên. Đó, bơm cái núm bơm xăng phụ này lên. Đó, bơm khi nào đầy thôi, hoặc là thấy nặng tay là được rồi. Chứ bơm nhiều quá là hư núm vú nha. Nếu mọi người muốn bơm nó tốt hơn, mọi người bơm vào lòng bàn tay. Đó, ở cái bên lòng của cái miếng dao này. Thì nó đỡ bị hư cái núm bơm này hơn nha. Có nhiều người ta bơm thẳng như thế này, cực kỳ là dễ bấm, nhưng mà cái móng tay của mình chọc vô rất là dễ hư. Đó, thì bơm đầy lên cái cần e đây nha mọi người. Đó, đẩy nó ra.
mọi người kéo nó ra, giật nó ho lên một tiếng, mọi người muốn bóp ga, muốn ý là bóp ga nó hồi về này, mọi người muốn nó tự bóp ga 30% ga, mọi người kéo ra đẩy nó vô nhẹ một xíu là nó sẽ tự bóp ga cho mình nha. Rồi em sẽ khởi động nó nhé. Đó, cái này mình bóp ga là về nha, bóp ga là hồi về gan ti bình thường. Đó, rất là êm. Đây, đến được cây này. Ở đây là cây 4000. Đó, em ru, em xét nó két ha. À, đây là tiếng nổ của máy cưa xích Ryobi 4000. Còn đây là máy cưa xích Ryobi 3005. Mã số em ấy mã số thứ hai nếu mọi người hỏi mua nhé. Đó. Đó, đây là tiếng máy của em Ryobi 3005. Mã số máy là mã số 2. Đó, và cái xích của máy là xích cũ. Đó, thì mọi người hỏi máy thì phân biệt như vậy cho dễ ha. Còn đây là máy số 1. Đó, G3005 Ryobi. Đó. Đó, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu những em máy nào có hàng trợ lực như thế này, đẹp xuất sắc như thế này thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại của em có sử dụng Zalo. Quý khách hàng nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua bên em. Thì bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Đó, quý khách hàng chỉ việc đọc mã số máy rồi kết bạn qua Zalo gửi qua cho em. Và chốt cọc là bên em gửi máy về cho mọi người nha.